Mình sẽ gửi các bạn hướng dẫn về cái phần camera trong After Effects. Thì After Effects nó sử dụng cái phần camera và 3D để nó diễn họa cho các bạn cái thuộc tính không gian 3 chiều. Ví dụ như ở đây mình có cái một cái file nút, mình đã chia ra nhiều layer, mình thả vào trong After, chọn là Composition Layer Size. Ok, các bạn kích nút vào, các bạn sẽ có welcome như này. Đấy, thì ở đây mình sẽ có những cái layer là top tương ứng bên trên, button là bên dưới, trước, sau, trái, phải. Đấy, ví dụ mình nhá, trên này, bên dưới, trước, sau, trái và phải. Đâu, mình sẽ tương ứng với 6 layer ở đây. Thì bây giờ mình sẽ bật cái thuộc tính 3D cho tất cả layer lên. Thì khi bật 3D lên rồi, các bạn sẽ có trục X, trục Y và trục gì nhỉ? Z, đúng không? Đấy thì nếu các bạn nhìn ở góc nhìn khác nó là custom view, thì các bạn thấy như này không? Cái mục custom view hay là active camera này nó chỉ là cái phần góc nhìn thôi, nó tương ứng. Ví dụ như các bạn nhìn nhá, mình đang chọn là custom view thì tức là mình nhìn từ một cái góc phối cảnh After Effects nó cho trước, mình có ba góc phối cảnh các bạn được sử dụng. Ví dụ như là nhìn từ góc trên bên bên trái xuống này, đây là ở góc trên ở thẳng giữa và đây là góc trên bên phải xuống, ví dụ đàn thôi. Mình chọn cái layer trên tức là top đây, mình sẽ chọn trục Z là xa, mình kéo đây chẳng hạn. Đấy, bottom là cái trục cái gì nhỉ, cái mặt sau. Cái này nó hơi nhầm một tí, là trên, anh nghĩa là top nó phải hàng trên rồi. Ok, thì mình sẽ xoay cái này cho nó thành mặt trên, mình sẽ ấn R, mình sẽ xoay trục X, mình xoay 90 rồi. Ok, thì thành này và âm 90 được, các bạn làm sao cho nó cái số như là đây 90. Cái button thì mình cũng bấm R, mình xoay trục X. Đấy, đây là mặt dưới, đúng không? Thì các bạn sẽ được cái này mặt dưới, mình sẽ chỉnh position về trục X, Y. Cái trục Y là trục lên xuống đúng không? Đấy. Và trục Z tức là tiến vào và lôi ra. Mặt front mình sẽ để ở đây. Ok. Đấy. Và cái mặt back mình ở đây đúng sau rồi, chuẩn rồi. Còn đây là cái mặt left. Mặt left thì các bạn sẽ phải ấn R, các bạn xoay cái trục Y là trục thẳng đứng này. Đấy, thì các bạn sẽ xếp được một cái khối hộp như này. Đây là mặt left, còn đây là mặt right. Thì các bạn cũng xoay nó trục Y 90. Rồi thì nó có này. Đấy, các bạn có thể sử dụng cái công cụ United Camera đây để các bạn chỉnh cái góc nhìn trong một custom view này. Đấy, thì đây những góc này là người ta cho xếp trước. Còn các bạn không thích nhìn theo cái góc của người ta cho trước thì các bạn dùng cái công cụ United Camera đây, các bạn xoay. Đấy, hơi bất tiện luôn. Đấy thì các bạn thấy nhá. Ví dụ như là ở đây mình có front, đúng không? Đấy, left, top, right và dưới trên. Đấy, mình sẽ xếp nó hợp lý. Với các bạn là nếu mà các bạn xoay như này thì nó cũng tức là để mình nhìn thôi. Còn nếu mà muốn chính xác thì các bạn nhìn theo mặt, ví dụ mặt đây là mặt front là nhìn đằng trước đến. Đấy, các bạn thấy nhìn đằng trước đến thì những cái layer này chưa chính xác, các bạn xếp này trước này. Ok, cái này là một cái layer khác, đúng không? Mình xếp vào đây. Đấy, cái này thì có lẽ là nó là cái mặt bên trái, các bạn nhìn cho mặt bên trái các bạn nhìn thấy đây, left. Đấy, đây là cái mặt trái các bạn. Ok, mình sẽ quay sang mặt back, mặt đằng sau. Mình sang cái phần là front này, các bạn nhìn nhá. Đây là cái layer này, mình sẽ quay sang những diện khác, mình chọn custom view. Đây là cái mặt phải, thì các bạn có thể nhìn từ bên trên xuống là top. Đấy, các bạn đẩy cái mặt phải nó sang bên này, đúng không?
trên, trái, phải, sau và trước. Đấy, thì đây sẽ là cái mặt. Các bạn nhìn thấy cái mục custom view ạ. Mình sẽ dùng camera mình xoay. Đây là mình để các bạn nhìn hình dung dễ thôi. Đấy. Ok. Xoay tiếp. Dùng công cụ V nhất cho nó hợp lý. Cái mặt này là mặt back rồi. Cái mặt back nó đang hơi cúi lại một tí. Đây là mặt led. Đấy thì tạm thời các bạn đã có một cái khối hộp mình xếp từ những cái layer của Illud như thế này. Wow. Bây giờ mình sẽ thêm một cái camera vào. Thì các bạn sẽ new chuột phải đây. Các bạn chọn new camera. Thì nó ra một camera, các bạn chọn 35 thường dùng và 2 điểm true note. Ok. Đấy thì mình sẽ có một cái camera như này. Nó nhìn, nếu mà khi các bạn cho camera nó mặc định nó sẽ nhìn từ nhà mặt front nhìn vào, là nhìn từ đằng trước nhìn vào. Các bạn nhìn nhá. Mình sẽ chỉnh lại cho các bạn xem. Đây, thấy không? Mặc định là nó nhìn thẳng từ gì nhỉ? Từ mặt front nhìn vào cái nhóm đối tượng của bạn. Thế thôi. Thì bây giờ mình có thể chỉnh này. Khi mà các bạn làm việc với camera ấy, tốt nhất là các bạn nên bật nó là hai view, tức là hai cái màn hình làm việc. Thấy không? Một màn hình để các bạn preview ở cái góc nhìn là tự do, góc nhìn theo dạng phối cảnh. Đấy. Còn một màn hình này các bạn sẽ nhìn theo cái góc của camera, tức là mình sẽ chọn vào nó là active camera, vì bây giờ nó đang nhìn trên mặt tốt là màn hình mặt trên. Đúng không? Đấy, thì nếu mà các bạn chọn là left thì nó sẽ nhìn ở bên trái, right nhìn bên phải, đúng không? Bottom là nhìn dưới lên. Còn nếu mà chọn là active camera thì nó sẽ nhìn theo cái đây, nhìn theo cái camera này. Hiện tại cái camera này nó đang ở bên trên đối tượng nên là các bạn nhìn thấy phần này. Bên mình chọn camera này nhá, mình dùng công cụ mình chọn cái camera, mình đẩy cái trục cao thấp camera xuống đấy, các bạn thấy chưa? Đấy, thì bên này nó là cái mặt custom view để các bạn chỉnh sửa nó dễ, còn bên này sẽ là mình active camera. Nên mình chọn chuột Z, mình đẩy camera ra xa đẩy lại. Đúng không? Đấy. Nếu mà các bạn xoay camera hay gì đấy nữa thì nó sẽ nhiều cái kỹ thuật hơn. Ok. Rồi. Thì bây giờ mình sẽ nghiên cứu thêm này. Các bạn có thể new hai cái camera. Cái camera 2 này đây, nó ở đây. Mình sẽ đẩy camera 2 này ra đây. Đấy. Và mình đẩy nó xuống thế này nè. Hoặc là mình sẽ đặt nó ra đây và mình xoay cái điểm của nó vào đây. Đấy. Thấy không? Thì các bạn thấy là cái mục này mình thấy là mình đang chọn cái camera thứ hai mình di chuyển. Đấy thì camera 2 này nó nhìn đúng cái góc này. Thế là xoay đây nó nhìn thẳng vào camera 1 này. Xoay ra đây nó nhìn thẳng mặt trái. Đúng không? Mình đẩy camera này lên thì nó sẽ nhìn từ trên xuống. Thế thôi. Thì đây cái mục active camera bên này ấy, nó đang là active của camera các bạn đang chọn. Ví dụ các bạn chọn vào cái này chẳng hạn. Đấy. Đúng không? Các bạn chọn nó là như này, các bạn sẽ chọn là active camera hoặc các bạn chọn camera 1 định được. Đấy thì nó nhìn theo camera 1. Hoặc là các bạn bên này các bạn chọn là camera 2 thì nó nhìn theo camera 2. Còn nếu mà các bạn có 10 camera các bạn sẽ tán theo 10 cái này thôi. Đây cũng vậy nha. Mình xóa một cái đi. Xóa cái camera 2 đi. Bây giờ mình sẽ chơi cái trò như này. Đối với mỗi camera các bạn sẽ cây được rất nhiều thuộc tính, ví dụ như transform là biến dạng và camera option là những cái liên quan đến ví dụ như zoom này, deep of field tức là
nó như kiểu một dạng là độ sâu của không gian, độ gần tỏ xa mờ. Focus distance là khoảng cách zoom thôi. Aperture là cái độ nhòe, blur, độ nhòe nữa. Đấy. Thì bây giờ mình chỉnh quan trọng thứ nhất là các bạn một transform. Thì để các bạn cây một cái chuyển động ấy của camera ấy, thì các bạn sẽ dùng một cái mục transform nó. Thì đây sẽ có này, point of interest, tức là cái điểm nhìn. Để các bạn chỉnh nhá. Thấy không? Đấy, cái điểm tròn tròn đây, tức là point of interest. Đấy, một là các bạn bấm trực tiếp các bạn chỉnh. Ví dụ ở 0 giây mình chốt cái point of interest, đến 2 giây mình nhấc cái point ra. Thấy không? Thì mình có một cái nhìn như này. Đấy. Mình không thích như thế thì các bạn có thể chỉnh position. Thì position nó sẽ là chỉnh về cái vị trí của camera, các bạn thấy là thấy không? Đấy. Mình cho camera nó check lên, cắm xuống trái này, phải này. Thấy chưa? Đấy. Thì nếu mà các bạn thích thì các bạn cây cả hai, ví dụ một giây các bạn chốt cả point interest và position. Thì đến khoảng 2 giây mình cho cái position của nó sang đây. Còn cái điểm point of interest nó lên đây thì các bạn thấy nó có chuyển động như này. Camera chạy sang trái, còn điểm point thì nó sẽ zoom lên trên. Đấy, nhiều một thằng quay phim vừa chạy vừa soi lên bên trên của cái hình hộp thôi. Đấy, chứ nó không phải là nó chỉ soi cái chữ front. Đấy, còn nếu mà các bạn muốn chỉ soi chữ front thì cái mục point of interest này các bạn không để cây. Các bạn chỉ thấy không? Đấy, nó chỉ nhìn thẳng vào chữ front thôi. Nó dễ. Nha. X, Y, Z đây, các bạn thể X là sang trái phải, Y là lên xuống và Z là xa gần. À đây quên mất, nào, đây là cái mục xoay nội mắt. Đấy, ngoài cái việc các bạn cây bằng trang form đây thì thường người ta sẽ cây bằng một cái nó là cây trực tiếp bằng công cụ, cây công cụ thì hay hơn, dễ hơn. Gọi nhìn nha, ở không dây mình chốt hết mấy cái này. Đến khoảng độ 2 giây các bạn muốn nó chuyển động nó khác khác đi thì các bạn, một là các bạn phải kéo thông số đây, hai là các bạn dùng nhóm công cụ ở đây. Thì trong nhóm công cụ này có cái đầu tiên hôm nay các bạn nghiên cứu là nó để chỉnh cái gì, chỉnh góc nhìn này, góc nhìn của mặc định theo dạng là view, custom view này. Còn ở cái bên dưới này của nó sẽ là những cái để các bạn hỗ trợ camera. Ví dụ nhá, ở không dây ra nhìn thẳng vào chữ front, đến khoảng 2 giây mình muốn cái camera của nó nhìn sang bên cái mặt phải thì các bạn sẽ chọn vào cái camera và tiếp tục tính lên nữa đấy, cái này đến khoảng 2 giây là đầu đọc rồi, bấm vào cái vùng active camera các bạn xoay, các bạn thấy không? Đấy, thì cái camera nó tự động nó sẽ cây để cho cái gì nhỉ, tương ứng với cái các bạn đang chỉnh ở cái bên mặt active này. Những cái các bạn chỉnh bên như này thì là sao nhỉ, là cái các bạn sẽ phục vụ view. Đấy, hiểu đơn giản là các bạn muốn nhìn từ front sang bên mặt right, tức là nhìn từ trước sang mặt phải, thì ở 2 giây mình sẽ kéo cái này sang mặt phải sao. Đấy, ví dụ đến khoảng độ 4 giây mình muốn nhìn thấy mặt sau thì mình kéo tiếp. Đấy, thì các bạn thấy là cái gì nhỉ, không phải là cái hộp nó xoay mà là cái camera nó chạy quanh cái hộp. Đến 6 giây xoay tiếp nó sang left đúng không, và đến khoảng 8 giây nó lại quay về đầu. Và đấy thì các bạn có thấy như này thì camera đấy, đơn giản là một thằng nó chạy quanh khối hộp xoay thôi, nó vừa chạy nó vừa zoom vào thôi. Ok, đấy thì các bạn có thể ví dụ như đoạn này chẳng hạn nó hơi gần quá thì các bạn có thể là túm vào cái vị trí này của nó, các bạn đẩy xa ra. Đây các bạn cây bằng cái đường path này được. Hoặc là nếu mà các bạn muốn xa ra ở đây thì các bạn sẽ dùng cái công cụ check Z, tức là xa gần đây, các bạn chọn Z. Các bạn sẽ bấm nó, các bạn kéo đấy thì lúc này camera tự động xa ra. Còn đến đây các bạn muốn gần lại thì các bạn đẩy gần lại. Đó thì nó sẽ xoay như này. Đầu tiên là nó xa này, xong đến đây nó sẽ gần. Và đến đây nó lại xa ra. Đúng không? Đấy, do các bạn muốn chỉnh đến cái đoạn nào nó xa gần thì các bạn dùng cái công cụ đến đây nhá, thấy nó hơi đập vào mặt cái góc này ghê quá thì mình dùng cái công cụ chỉnh xa gần check Z, rồi các bạn bấm giữ chuột, các bạn kéo xuống nó xa, kéo gần đẩy lên nó gần lại. Đấy, thì mình để tầm này, đến khoảng độ tầm này nó đấy hơi đập vào mặt đúng không, lại dùng cái này kéo kéo chẳng hạn,
Đấy. Thì đơn giản các bạn thấy là cái một cái đường đây đến đây nó hơi gần, nó kéo thì tự động sang rồi, được chưa? Đó. Ok thôi, ví dụ đến đây chẳng hạn mà lại muốn nó nhìn lên mặt trên, thì đây muốn nhìn lên mặt trên là nó phải xoay rồi, phải dùng công cụ. Đấy, thứ hai nó lại vòng lên trên theo của thân camera. Đến khoảng độ 12 giây này lại muốn nhìn ra mặt phải đi thì lại phải xoay làm sao ra được mặt. Đấy, nhìn biểu đồ này, lên trên và quay ra mặt phải. Đấy, đến chỗ này là do cái camera này, các bạn nhìn cái đường chạy camera với góc này nó gần nhau quá, thì mình lại dùng công cụ vừa học nãy là công cụ Jack Z, bấm và kéo sang. Đấy, ok, đâu chạy này, phải này, sau và trái, lại quay về trước, lại lên trên và sau này soi ra bên phải, thấy không? Đấy, thì ví dụ đến đây phải chẳng hạn, mình muốn chạy sang ngang lại chạy quay lại thì gọi là dùng công cụ check y là sang trái hoặc sang phải hoặc lên trên dưới, nó do bạn đẩy chuột thôi. Để đến đây gọi muốn nó chạy sang trái tí này, đến 14 giây mình muốn chạy sang phải tí này, đến 16 giây mình lại muốn quay lại, thế chẳng hạn thì bạn thấy như vậy. Rồi trái phải trái thế thôi, ok. Đó là những cái phần là khá quan trọng cho các bạn chỉnh camera nhá. Và khi các bạn làm xong rồi các bạn sẽ chọn nó chỉ là một view thôi. Cái phần view này nó đang nhìn theo dạng custom view thì các bạn chọn là active. Và khi mà các bạn thêm một cái hướng đèn biết vào rồi đấy thì nó sẽ hấp dẫn hơn. Đấy, có thể các bạn nêu một cái nó gọi là light, cái đèn. Sau này các bạn chọn là dạng spot và dạng đèn pin này. Đấy, hay là hơi tối nhỉ. Đây thì các bạn nhìn cái đèn pin này của nó. Đấy không? Mình sẽ đẩy cái đèn pin này xa ra tí. Đấy, các bạn thấy có cái đèn đây. Đâu mình chọn là một nhìn khác custom view, thì cái đèn này nó đang chiếu đi đâu không biết được. Đây, hình hồn mình ở đây. Đấy, được chưa? Thì cái đèn này có thể tăng cái độ như là intensity, là cái cường độ sáng của nó. Cái đèn, cái mục option nó khác nha. Ba option nó sẽ có intensity, được chưa? Đấy, thì bây mình nhìn ở góc active thì các bạn thấy như này, thì do chạy ra sau nhìn thấy cái đèn trước rồi. À, chỗ này tối rồi đúng không, lại chạy quay lại. Đấy, quá dễ. Thích thì có thể new thêm một cái light khác hoặc là đèn môi trường new light, chọn ambient đèn môi trường. Đó, thấy không, thì cả cái file này nó sẽ có một môi trường màu vàng theo màu đèn. Cái đèn môi trường này các bạn cũng thích màu vàng, các bạn đổi màu thành màu xanh này đi. Bây giờ thì màu cái môi trường nó ra không sao. Thế thôi.